GBC luôn là cái tên được rất nhiều anh em webber chúng ta săn đón từ người mới cho tới người cũ. Bởi vì sao? Vì cái like này nó có rất nhiều hương vị đa dạng và độc đáo, đem lại chúng ta một cái trải nghiệm hoàn toàn mới. Hôm nay Linh sẽ giới thiệu tới anh em một chai mà Linh cực kỳ ấn ý nhất trong cái like GBC này, đó chính là Cherry Mummy. Xưa giờ GBC ấy, họ chỉ làm phi bay thôi, cho nên là chỉ có những anh em nào mà chơi phi bay mới có thể thưởng thức được cái like này. Thì theo xu hướng gần đây, rất nhiều anh em chơi Sonic và GBC họ cũng đã cho ra mắt phiên bản Sonic. Về hương vị của chai Cherry Mummy này thì sẽ có là Black Cherry nè, rồi Tobacco nè, cuối cùng đó là hương vị Sweet Caramel. Tuy nó có Tobacco nhưng mà không hề bị gắt quá nha anh em. Nó rất là đầm, rất là dễ chịu luôn. Và cái hương vị chủ đạo thì sẽ là cái hương vị Black Cherry. Nó động lại sâu trong cái khoang miệng của mình rất là lâu, cho anh em một cái cảm giác rất là tươi, rất là dễ chịu luôn. Và cái hương vị mà Sweet Caramel á, nó sẽ kiểu như nó sẽ hãm bớt cái độ gắt của cái Tobacco xuống, cho chúng ta một cái trải nghiệm mà ngọt ngọt nhẹ hậu, rất là dễ chịu. Đối với những anh em đang sử dụng boss như là Slim Pro V2 nè, Robot Pro nè, thì để có cái trải nghiệm tốt nhất với cái chai Cherry Mummy này, anh em nên sử dụng những cái đầu boss mà 0.8 để cho cái hương vị lên đậm nhất, thơm nhất, rõ nhất, cũng như là đầm và êm nhất. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái đầu mà 0.4, 0.6 á, thì nó bị đánh ngọt nhiều quá và cũng giống như là nó sẽ bị gắt ni nhiều, thì cho chúng ta một cái trải nghiệm là nó sẽ bị gai gai cổ, nó không có được smooth, nó không được dễ chịu. Và đây là trải nghiệm của Linh cũng như là cảm nhận cá nhân của Linh về cái chai Cherry Mummy này. Thì cái like GBC này sẽ còn những cái hương vị khác nữa, Linh sẽ dành để cho những clip sau và review tới anh em. Thì nếu như có anh em nào muốn biết thêm cái trải nghiệm của Linh về dòng GBC này thì cứ để lại bình luận bên dưới video, cũng như là nhắn tin trực tiếp cho Linh sẽ chia sẻ cảm nhận và trải nghiệm của Linh tới với anh em.